Xin chào các bạn. Hôm nay xin mời các bạn đến với hội chợ triển lãm nông nghiệp quốc tế lần thứ 23 được tổ chức tại thành phố Hà Nội. Trang giới thiệu không? Dạ giới thiệu. Đây là cái hàng nông sản. Đây là bưởi xâm xôi của Hậu Giang. Do cái hợp tác xã cái cây sinh học của anh trồng, và trái cây này đã đạt được chợ ô cốp 4 sao của tỉnh đang vươn tầm đến tỉnh hội nông sản quốc gia. Hy vọng là quý khách sẽ có hứng thú với sản phẩm của Hậu Giang và đồng thời yêu thích tin dùng và quảng bá. Cảm ơn. Rồi, thì giới thiệu các sản phẩm tiếp theo. Đây là sản phẩm trà mãng cầu. Trà mãng cầu này là của cơ sở trà mãng cầu Thuận Phát. Em ấy rất là có tâm làm sản phẩm bằng chính đôi tay của mình. Em ấy có vùng trồng liên kết các cái nhà trồng xung quanh để mà bao tiêu sản phẩm. Em ấy làm ra sản phẩm trà mãng cầu đạt chất lượng cao và vinh dự đạt vùng trồng sản phẩm thương hiệu thương tiêu của quốc gia. Hy vọng rằng sẽ làm vui lòng khách hàng tiêu dùng cũng như là thu mua về nhà dùng. Đây là sản phẩm cá bánh lá, bánh phần làm từ cá bánh lá. Ví dụ như trước đây quý khách đã dùng cái bánh phồng tôm thì đây là một cái sản phẩm tương tự như vậy, nhưng nguyên liệu làm từ cá bánh lá của Hậu Giang, từ vùng trồng cho đến chế biến sâu của Hậu Giang hết. Sản phẩm này đã đạt được bình chọn của quốc sao của tỉnh Hậu Giang và cũng là những sản phẩm không sao tiềm năng của tỉnh Hậu Giang sắp tới. Hy vọng rằng sẽ làm vui lòng được sự tin tưởng. Đây là sản phẩm T25 của Hậu Giang. Sản phẩm này được hợp tất cả thanh long có bình chọn và chế sản xuất theo cái quy trình hữu cơ, và do vậy gọi là gạo mà chất lượng gạo rất là tuyệt vời. Giống gạo thì xuất phát từ các nghĩa của anh vua hậu ông vua, tuy nhiên trồng trên đất của Hậu Giang thì do tổ của Hậu Giang có lẽ là thích hợp, cho nên là sản phẩm gạo ST2425 của Hậu Giang của hợp tác xã Nguyễn Thơm dẻo thương lượng khách hàng rất là tuyệt vời. Và đây là rượu Úc Tây của Hậu Giang. Tên sản phẩm này là rượu No Quy. Úc Tây không phải là xứ ngoại, nhưng đây là một cái tên mà Úc Tây đặt như vậy nhớ lại những cái câu chuyện xa xưa. Nói về dòng tên sang Sà No, có hai câu thơ như sau: Sà No ơi, thu lúa ngọt hơi bờ, luôn mặt đường đất đi tình thân thuận. Rượu này là Úc Tây dùng tấm gạo của ST2425 của anh hợp tác xã Tân Long. Sản phẩm này vượt trội ở chỗ là khi chưng cất ra thì cái hàm lượng methanol ăn chất xe và kể cả hàm lượng rượu độc cao cũng phát hiện, mặc dù không qua hệ thống lọc rượu ăn. Do vậy cũng mỗi hôm quý vị dùng thử chất lượng ST của Hậu Giang do cơ sở cảm ơn chị. Và tiếp theo thì xin mời các bạn đến với gian hàng trưng bày của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Hậu Giang. Thì đợt tham gia hội chợ lần này thì Hậu Giang mang ra nhiều sản phẩm được trưng bày triển lãm tại hội chợ, gồm có rất là nhiều loại trái cây đặc trưng cũng là sản phẩm chủ lực của tỉnh Hậu Giang như là xoài, bích, cam, mãng cầu, bưởi da xanh, bưởi năm roi, quýt đường, vân vân. Ngoài ra thì các sản phẩm trưng bày còn có các sản phẩm ô cốp trên địa bàn của tỉnh Hậu Giang như là rượu lão tổ Úc Tây, bánh phồng tôm thác lát, bánh khóm,
và các loại sản phẩm ô cốp khác. Ở trên màn hình thì các bạn thấy là các loại trái cây gồm có bưởi năm roi, bưởi da xanh và đây là xoài cát và lộc, và kế bên là cam sòn. À, đây là bánh khóm, mứt khóm các bạn, rồi thắt lát, bánh phồng tôm thắt lát, và có gạo tách tơi 25 hương nông. Thì đợt trưng bày lần này nhằm mục đích là kết nối, gắn kết với các đơn vị tiêu thụ sản phẩm tại Hà Nội để có thể tạo giúp đầu ra cho nông sản của Hậu Giang được tốt hơn. Ở đây là cơ sở chả thắt lát của Huệ Dương, một trong những cơ sở sử dụng nguyên liệu từ thắt lát của Hậu Giang các bạn. Xin mời các bạn đi vào khu vực bên trong của khu trưng bày Hội chợ triển lãm nông nghiệp quốc tế năm 2023. Đây là cái khu trung tâm của hội chợ, gồm có nhiều gian hàng, như đây là gian hàng của tỉnh An Giang các bạn, cũng có trưng bày rất là nhiều sản phẩm, gồm có các sản phẩm ô cốp rồi các loại sản phẩm trên địa bàn tỉnh An Giang. Trong hội chợ lần này còn có các gian hàng của quốc tế, trong đó thì có nhiều doanh nghiệp của Trung Quốc cũng đến tham gia hội chợ lần này các bạn. Đây là một cái gian hàng của một công ty Trung Quốc, được trưng bày các cái giống phân lan cũng rất là đẹp. Còn đây là cũng là một cái khu trưng bày của một doanh nghiệp Trung Quốc các bạn, gồm có các cái phụ kiện trong cái hệ thống tưới. Đây là các cái ống tưới, ống xịt. Còn đây là một cái doanh nghiệp của Trung Quốc chuyên về sản xuất giống, các loại giống rau màu các bạn. Còn kế bên đây là một doanh nghiệp của Trung Quốc về các thiết bị, trong đó có các cái thiết bị gôn nông nghiệp cũng như là các ống tưới. Và đây cũng là một doanh nghiệp Trung Quốc sản xuất cung ứng các giống rau màu nhiều loại như là cà chua rồi các loại dưa leo nhân dân. Và đây cũng là một gian hàng của một doanh nghiệp Trung Quốc cung ứng cái thiết bị phun thuốc bảo vệ thực vật các bạn, thì cái máy này sử dụng bằng điện. Và kế bên cũng là một doanh nghiệp Trung Quốc là cung ứng các cái dòng xe tải, xe chở hàng kích cỡ nhỏ thì có thể chở nông sản vận chuyển đi tiêu thụ. Và kế bên cũng là một doanh nghiệp Trung Quốc chuyên cung ứng các cái phụ tùng máy móc thiết bị ở trong nông nghiệp. Đây là cái phụ tùng máy nông nghiệp các bạn. Và đây cũng là một cái doanh nghiệp Trung Quốc cung ứng các cái loại giống rau màu, nhiều loại giống rau màu, gồm có rau cải các loại các bạn. Có thể nói đợt trưng bày hội chợ lần này thì có rất là nhiều doanh nghiệp Trung Quốc tham gia. Tiếp theo thì chúng ta đến với công ty trách nhiệm hữu hạn xuất khẩu của một đơn vị Việt Nam các bạn. Đây là công ty CB. Công ty này cũng có cung ứng các cái loại giống rau màu, các loại gồm có cải, bí. Đây là công ty cổ phần chứng nhận và giám định Vinasher.
chúng ta tiếp theo đến với công ty cổ phần thực phẩm xuất khẩu Đồng Dao các bạn. Thì công ty này cũng trưng bày các sản phẩm trái cây và có các sản phẩm đóng ép nước ép trái cây. Tiếp theo chúng ta đến với công ty cổ phần dược và vật tư thú y, công ty Hanet. Đây là các cái sản phẩm thú y. Chúng ta đến với cái gian hàng của công ty cổ phần xuất nhập khẩu Cát Long. Thì đơn vị này trưng bày các cái loại phân bón, nhiều loại phân bón các bạn. Các loại phân bón NPK. Và đây là cái phân bón NPK Đình Vũ. Chúng ta đến với công ty cổ phần lưới Bảo Long. Thì trong gian hàng này thì trưng bày nhiều loại lưới khác nhau, rồi các loại khay nhựa gieo hạt. Chúng ta thấy rằng có nhiều khách tham quan đến xem gian hàng. Có cái nhiều loại khay với cái chất liệu xốp là nhựa màu đen, màu trắng, rồi lưới màu đen, màu xanh, nhân dân. Chúng ta đến với cái khu gian hàng trưng bày của Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Ứng dụng Công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh. Khu trưng bày này thì trưng bày nhiều sản phẩm khác nhau các bạn. Đây là một cái sản phẩm để tạo màu hoa. Còn đây là các cái giống lan. Các sản phẩm từ nông nghiệp. Có thể nói rằng khu nông nghiệp công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh là một trong những đơn vị dẫn đầu trong cả nước ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao. Thì hiện nay thì khu này đang có nhiều chính sách mời kêu gọi đầu tư, gồm có nhiều cái chính sách nghiên cứu khoa học chuyển giao dân. Tiếp theo thì chúng ta đến với gian hàng các tỉnh các bạn. Đây là gian hàng của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Tây Ninh. Gian hàng này thì cũng trưng bày nhiều sản phẩm nông nghiệp, trong đó có các sản phẩm ô cốp cũng như là các sản phẩm nông nghiệp tại địa phương. Xin mời các bạn đến với gian hàng của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Sóc Trăng. Sóc Trăng nổi tiếng với cái giống lúa giống ST các bạn. Hiện nay thì cái giống lúa ST25 là một trong những giống lúa gạo ngon, cũng được nhiều người trong và ngoài nước ưa chuộng. Và trong gian hàng này thì có nhiều sản phẩm khác nữa, gồm có các sản phẩm chế biến, sản phẩm ô cốp, các loại bánh mứt, bánh pía. Chúng ta đến với gian hàng của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bắc Giang các bạn. Chúng ta thấy rằng gian hàng này thì cũng có rất là nhiều cái sản phẩm đa dạng khác nhau, từ các loại trà đến bánh mứt, kẹo các loại. Còn đây là cái gian hàng tại điểm giới thiệu và phân phối sản phẩm nông nghiệp và chất lượng cao của Trung tâm Xúc tiến Thương mại Nông nghiệp thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
Thì cái gian hàng này thì được hoạt động thường xuyên trong năm các bạn, không riêng gì tại trong cái khuôn khổ chương trình của hội chợ, mà cái gian hàng này hoạt động cả năm. Thì xin mời các bạn đến với cái gian hàng trưng bày triển lãm giới thiệu sản phẩm của tỉnh Vĩnh Long các bạn. Thì gian hàng này được đặt với thời gian khoảng 1 tháng trước và sau cái hội chợ triển lãm nông nghiệp quốc tế. Thì trong gian hàng thì cũng được trưng bày nhiều sản phẩm khác nhau của tỉnh Vĩnh Long, gồm có các loại trái cây, bánh mứt, các sản phẩm chế biến từ nông sản, và được bố trí trưng bày các loại cây hoa kiểng, bố trí trong không gian sinh thái tự nhiên, nhìn rất là bắt mắt các bạn. Chúng ta đến với gian hàng của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Vĩnh Phúc các bạn. Ở trong gian hàng của tỉnh Vĩnh Phúc thì cũng có nhiều sản phẩm đa dạng khác nhau. Trong đó thì tập trung cho các cái sản phẩm ô cốp của địa phương. Chúng ta thấy đây là nem Đồng Gia. Có các cái bạn trực gian hàng để giới thiệu sản phẩm. Và trong kế bên thì cũng có nhiều cái sản phẩm khác nhau, rất là đa dạng. Cảm ơn bạn đã xem video. Hãy đăng ký kênh để xem những video tiếp theo nhé.